Đây là danh sách nè. Mà sao không để em chụp hình rồi em gửi qua? Chứ qua đây chi cho mất công vậy? Anh muốn gặp em mà. Xạo quá à. Mai mốt á, gặp em cả ngày lúc đó chán luôn cho coi. Không bao giờ chán. Coi cái mặt xạo kìa. Anh sao vậy? Mình đi nha. Hả? Không cần làm đám cưới. Không cần ai cho phép. Anh và em bỏ lại tất cả. Mình cùng nhau đi đến một nơi thật xa. Sống một cuộc sống chỉ có hai đứa mình thôi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh chỉ muốn biết là em có đi cùng với anh hay không. Anh sẽ bắt đầu lại với việc kinh doanh nhỏ. Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? Nói cho em nghe đi. Có chuyện gì đã xảy ra vậy anh? Là chuyện gì vậy? Mẹ nói. Ừ? Mẹ. Thôi bỏ đi. Không được. Anh phải nói cho em nghe là có chuyện gì xảy ra chứ. Vấn đề là ba em. Cậu phải đi thôi. Tụi nó đã săn lùng cậu dữ lắm. Em còn có việc phải làm. Con nhỏ đi lấy chồng rồi. Cậu còn muốn chuyện gì nữa? Em muốn moi tẩy của cái thằng đó. Tại sao? Quân à, món quà này không cần nữa đâu. Đám cưới sẽ không diễn ra. Quân ạ, chú đi luôn thì hay biết mấy. Xuất hiện làm gì để con gái mình chịu khổ? Ai lại muốn ngồi ngang hàng với một thằng cha bán bánh giò chứ? Làm gì cho cực vậy? Cực nhưng mà vui. Ngày trọng đại của người thân mình mà để người ngoài lo thì chán lắm. Với lại á, trong nhà mình có anh thiết kế tài ba rồi, ngu giờ không tận dụng. Gì? Chị gọi như vậy là tiếp tay chồng mình đó. Làm gì vậy? Muốn cày đám cưới của Bảo Anh. Nè, thằng đó không phải người tốt đâu. Anh im đi. Tôi không tin bất kỳ lời nào anh nói về anh Quân đâu. Bảo Anh, chỉ cần anh nói một lời nữa thôi, tôi sẽ hận anh suốt đời đó.
đón xem Gạo Nếp Gạo Tẻ phần 2 lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Xem ngay ngoài hàng Anh combo Vion VIP và 4 kênh cá cộng chỉ 149.000 đồng. Xem Rap Việt phát sóng đầu tiên trên Vion.